Ok, chúng ta tiếp tục với phần thứ hai, cái chuyên đề về ôn thi tuyển sinh vào lớp 10. Chuyên đề về cái thì của động từ. Phần thứ hai của cái chuyên đề tự luận. Chúng ta đi vào câu số 1. They think he here last night. Như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng là was. He told us that he'd be to the mountain before. Vậy ở đây chúng ta sẽ dùng là have been. Cái này has been. Cậu ta nói kể với chúng tôi rằng cậu ta đã từng tới những cái ngọn núi trước đó. I hope that he able to attend. Vậy ta dùng là will be. Sẽ có thể. Tôi hy vọng rằng cậu ta sẽ có thể tham dự. He want to do it before his father. Cậu ta muốn làm việc đó trước khi bố cậu ta trở về. Như vậy đây ta dùng là come, hiện tại đơn. The student who answered the question. John. Như vậy ở đây quá khứ chúng ta chia là was. This is the house that Jack 3 years ago. Vậy ta xác định được từ ago. Như vậy đó là quá khứ đơn. Động từ người ta chia là built. Mary have dinner when her friend called. Như vậy là một hành động đang diễn ra thì hành động khác xen vào với mệnh đề when. Was having. Mary đang ăn tối khi bạn cô ấy gọi. John live in the same house since he left school. Ta để ý thấy từ since ở đây. Sau nó là sẽ là quá khứ hoàn thành. Và, xin lỗi, sau nó là quá khứ đơn. Và trước nó là thì hiện tại hoàn thành. Như vậy để ta chia have live. Window before you go out. Hãy đóng tất cả những cái cửa trước khi bạn đi ra ngoài. Đơn giản là một câu nói ở thì hiện tại đơn thôi. You may begin when you. Bạn nên bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng. You are ready. I see that Henry write his composition now. Is writing. I had done what necessary. What was. They had found that the road very long. Họ đã phát hiện ra rằng con đường rất là dài. Chia là was. I saw that I a mistake. Headsmith. Tôi nhận ra rằng tôi đã phạm một cái lỗi và một cái sai lầm. Như vậy là sau khi phạm sai lầm thì mới nhận ra, cho nên nó sẽ được chia ở thì quá khứ hoàn thành. We find that we a wrong way. Chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã đi sai đường. Như vậy ở đây câu này chúng ta có thể dùng là have taken. I want to know how long she live here. Vậy đây ta dùng has lived. Câu hỏi. Chúng tôi muốn biết là cô ấy đã sống ở đây được bao lâu. I didn't know who have him. Chúng tôi không biết rằng ai đã giúp cậu ấy. Ta sẽ chia là quá khứ have. Do you hear what she just said? Has it just says.
Bạn có nghe là cô ấy vừa nói gì không? They believe that the police capture the tip soon. Ta dùng là will catch. Họ tin rằng cảnh sát sẽ sớm bắt giữ được tên trộm. Did John say he call you again? Will call. She has a thought that the work easy. Cô ấy đã nghĩ rằng cái công việc thì dễ dàng. Is easy. She said that she get married soon. Cô ấy nói rằng cô sẽ sớm kết hôn. Như vậy đây là một câu tường thuật. Nên câu này chúng ta sẽ dùng là us guess. He thinks that it rain tonight. Cậu ta nghĩ rằng trời tối nay sẽ mưa. Như vậy cậu ta nghĩ thì nó không có chứng cứ để chúng ta tin rằng việc nó sẽ mưa. Nó chỉ là đưa ra cái nhận định thôi. Cho nên đây chúng ta sẽ dùng thì tương lai đơn will rain. Câu tiếp theo, câu 24. The student had thought that the English test be rather difficult. Was. I wonder what changed the new president. I wonder what changed the new president. Introduce. Please be quiet. I am working. When I be a try, I want a doctor. Was. Khi tôi là một đứa trẻ, thì tôi muốn trở thành một bác sĩ. Wanted. Câu 28, up to now. Ta để ý vào cái cụm từ up to now. Cho tới bây giờ. The teacher và our class five tests. Vậy ta dùng là has given. Cho tới bây giờ thì giáo viên đã cho lớp chúng tôi 5 bài kiểm tra. I not send the parcel until I hear from you. Như vậy ta dùng là will not send. Tôi sẽ không gửi những cái bưu phẩm cho tới khi tôi nghe tin từ bạn. It rained when we arrived. Trời đang mưa khi chúng tôi đến. Một hành động đang diễn ra thì hành động khác xen vào. Câu 31. Bill said he forgets to buy a dictionary. Như vậy là đây là câu tường thuật. Đây ta sẽ chuyển sang quá khứ đơn forgot. Cái này là kể lại nó đã là quá khứ rồi. Như vậy là phải là have forgotten. Quá khứ hoàn thành. Kể lại một cái sự việc đã diễn ra và cái sự việc đó lại được chuyển gián tiếp nữa cho nên nó sẽ lùi tiếp một thì nữa và nó chuyển về thì quá khứ hoàn thành. He fell asleep while he was doing. Cậu ta cảm thấy buồn ngủ khi cậu ta đang làm bài tập về nhà. At this time next week we in USA.
Đây ta có thể dùng we are living. Vào thời điểm này của tuần tới thì chúng tôi đã đang sống ở nước Mỹ rồi. John watched TV at last evening. Vào lúc 8 giờ tối hôm qua, như vậy nó là thì quá khứ tiếp diễn. Was watching. By the end of blood match, I think English for 5 years. Vậy là vào cái thời điểm kết thúc của tháng trước tôi đã học tiếng Anh được 5 năm, như vậy ta dùng là had been. Sorry, had studied. By next month, finish my first novel. Như vậy câu này by cộng với next month thì nó lại là thì tương lai hoàn thành. Will have finished. By this time next week, tương tự như câu 36 thì câu này cũng là tương lai hoàn thành. Will have written. By the time you arrive, I finish writing an essay. Trước lúc bạn đến thì tôi sẽ đã hoàn thành. Như vậy đây cũng là tương lai hoàn thành luôn. Will have finished. He may get fat if he stops smoking. Cậu ta sẽ béo nếu cậu ta bỏ thuốc. Như vậy đây chúng ta dùng câu điều kiện loại 2. Stop it. If I had seen the movie I about it last night. Vậy là câu này là câu điều kiện loại 3. Đây ta dùng là would have told. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành 40 câu tiếp theo của phần thứ hai về chuyên đề thì của động từ trong chương trình ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 của tiếng Anh 365. Khi các bạn làm, các bạn xem thì các bạn tạm dừng video để làm trước khi ta theo dõi cái đáp án của phần này. Trong phần thứ ba thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta tiếp về chuyên đề tự luận của thì phần thì của động từ. Xin cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi.